Mến chào quý vị khán giả đang đến với Sài Gòn Radio và ngày hôm nay xin được gửi gắm đến tất cả quý vị một tùy bút từ nhà văn người dẫn chuyện Trác Truy Miêu với tên gọi Lời tiễn muộn vô ngôn cho một vô thường và xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị cùng dẫn đầu với anh khoa khách mời nghệ sĩ Tu Trinh. Lời tiễn muộn vô ngôn cho một vô thường Sài Gòn vô thường tới mức đôi khi có những huyền thoại điêu tàn ngay trước mắt mà chẳng ai hay. Như một liên khúc hòa tổ vô ngôn chuyển bản điềm nhiên giữa 90 phút một tour giả vũ. Giọng đàn của tình tứ vô ngôn Đó là suy nghĩ của tôi khi đứng trong cánh gà đêm thi solo cùng Bolero. Nghe diễn viên Quý Bình từ bóng tối hậu đài thì thầm kể câu chuyện về những ngày cuối đời của nhạc sĩ Thanh Bình. Xen kẽ với giọng kể của anh thì ngoài kia, trong vùng sáng của sân khấu, đứa con tinh thần, nhạc phẩm của ông đang được tấu lên giữa vùng sáng huy hoàng. Trong này, câu chuyện của Quý Bình dẫn thì thầm vào tai tôi về một người đàn ông những năm tháng cuối đời bị người thân lừa mang ra bỏ rơi ở bến xe đò với một chiếc chiếu và 200.000 đồng. Ngoài kia, âm nhạc vẫn tấu lên tráng lệ. Ở Sài Gòn, đã bao nhiêu ân nhân của nền văn minh, những thanh âm hoa lệ đã ra thiên cổ như vậy mà chẳng ai hay. Cầu tự vấn vẫn dài dò tôi suốt đường về tình cờ ở ngã tư một sợi guitar mỏng manh kéo dài và len loại lách qua cửa xe trên một phần nền điện tử sập xình bỗng bẫy cái thứ âm nhạc đã nghiễm nhiên từ bao giờ làm nên âm thanh ký ức thành thị của thế hệ những đứa choi choi đầu thập niên chín mươi những banh pha mi chui, những lớp khiêu vũ thời ồ ạt tái tịnh, những khiêu vũ trường salon tồi tàn với nhịp đèn xanh đỏ và mùi nước hoa rẻ tiền, những tiệm cà phê ghế bố dùng gian và tiếng rao hiệu của những chiếc xe kẹo kéo sặc sỡ một niềm vui mỹ ký len lỏi giữa những hẻm lao động nhét nhát. Guitar vô thường Cụm từ này đã nghiễm nhiên bắt tay và lưu lại bộ nhớ ngô nghi từ ký ức những năm cuối thập niên 80 như một thương hiệu đặc thù cho thứ âm nhạc bóng bẫy quá mức như một Risa Clayton mà người ta có thể dặn dừa nhỏ ở một tiền sảnh khách sạn hay một khoang thang máy mà những câu chuyện, những đợt người giàu ra vẫn tiếp diễn, điềm nhiên, không biến cố, không kịch tính. Hay bản Jasmine của Kennedy một thời được nghiễm nhiên xài làm nhạc hiệu của mấy chiếc cân điện tử đi cân dạo. Không bất cứ một phách nhịp hay ngón khải vô thường để chim ngẫm ra chiều sành sỏi trên miệng những ly champagne hảo hạng. Nó trở thành thứ ambient music riêng của Sài Gòn Nghiễm nhiên không tiền khoáng hậu Và độc nhất vô nhị Nó trở thành món đặc sản đời thường Của nền văn minh trà đá Thân thiện, thiết thân Và dạng sự ác sẽ khác lắm Nếu một ngày mất đi Nó không phải áo dài, phở hay chả giò để hạnh diện mang ra trưng trổ với du khách về đặc sản văn hóa bản địa nhưng người ta sẽ không mời một thượng khách ngoại quốc ca trà đá dĩa cơm sườn bình dân như vậy. Nhưng chính những bản hòa tấu không lời vừa thô sơ, vừa bóng bẩy ấy đã ngấm ngầm nuôi sống những giai điệu tình tứ của hơn 2.000 bản tân nhạc nghiễm nhiên ngấm vô máu, vô chất người Sài Gòn như một mảnh ghép vô thường làm nên cả một ký ức bản địa lỏng lẫy của phố thị phương Nam cho những tiễn biệt không lời. Tôi hồi nhảy đầm lại được phép thịnh hành với thanh niên Sài Gòn đã truyền tay nhau những cuốn băng, nhạc quà tấu, khiêu vũ với những nhạc bục hẳn còn nhạy cảm nhưng được phát sập sình, thả ga bởi tính chất không lời. Chúng tôi đã tung hô tái nghinh những bước vũ salon trên cái nền điện tử với khuôn phách sập sình Đều đều của thứ âm nhạc guitar dân chủ ấy. Từ nhạc vàng, bolero, dòng hương xa huê, kiển cho đến các nhạc khúc OD, sến mỹ, sentimental. Phát gõ cục chen của bolero Sài Gòn được biến tấu thành thứ nhịp rumba chân phương dễ nhớ và cứ tăng tempo là thành cha cha cha, cứ vậy mà tai nghe miệng đếm chân bước. Những bộ băng guitar vô thường ngày ấy đã trở thành thứ nhạc nền không thể thiếu của không khí tuổi trẻ Sài Gòn sạp sẹn xôm tụ. Cứ tới Noel, tụi con nít choi choi chỉ cần dài dòng dây đèn nhấp nháy, nhấm bột rải sàn và một cuộn băng guitar vô thường chơi đủ chín điệu của tua là đủ cho cả một vũ hội bỏ túi linh đình xôm tụ. Khỏi lo khác biệt gu nhạc bởi ai mê giọng ca kiểu hát nào thì cuối cùng cũng dễ dàng gặp nhau trên nền nhạc du dương một điệu vô thường đồng hóa. Cái sến mướt nước nở của những bản bolero đèn vàng, chất học thuộc hàng lâm của các nhạc phẩm tiền chiến hay mùi mỹ của mấy bản twist Hoa Kỳ được trung hòa trong một màu guitar Hawaii căng dãn cái không gian phòng trà hẻm nhỏ thành một thứ hiệu ứng mênh mang, bất cùng của bóng những trái đèn châu lướt loan loáng trên pis Duns. Cứ thế, người ta dễ dàng dựa vào nhau trong thứ tiếng dây đồng mịn mượt đó, mà không lo những cao trào kịch tính làm gián đoạn cuộc du dương, mà cũng không lo phường đội xuống hỏi thăm vì tội chơi nhạc cấm nhảy đập chui thời đó ở sài gòn khó mà đi đâu trốn được cõi vô thường tối cuối tuần mấy tiệm cà phê ghế bố quanh khu ký túc xá trần hưng đạo luôn mấy bóng đèn màu vô ống nhựa giấu trong mấy bụi thủy trúc rồi bật vô thường lành lãnh sợi đàn ở quán này quyện lẫn sợi khói quán kia, chen lẫn giữa những liên khúc kiều nga tuấn vũ cả khu cướp vậy mà thả cửa sập sình mênh mang. Nhà cứ vậy mà chuyển khúc từ bàn này sang bản khác, chẳng ai hay. Tiếng đàn như được tăng âm gấp nhiều lần so với cái bập bùng dân giả của những cây đàn thùng. Thêm thác tiếng giọng eco điện tử hào nhoáng bóng bẫy cho tiếng khải dây. Chỉ cần một quán cốc đèn dầu hột dịch về khuya mở thiệt nhỏ trên cassette chạy pin cũng đủ bàn bạc mặc lộ về khuya sập xòe tiếng trống điện ọt ngân. nghe giữa khuya vẫn thấm tháp cái vị đầu đời đặc thù của dân tứ chiến kéo dài như mệnh nghiệp số phần mảnh đất miền nam trù phú từ bản độc tấu đần dây của mấy ông già trầu nam bộ tới những cậu học sinh, sinh viên tỉnh lẻ, dắt dẻo tiếng guitar bập bùng đêm khuya gác trọ. Có những đêm thức trắng bên quán cháu khuya ở bến xe, tôi đã nghe tất thảy sáu lần cuộn cassette chín mươi phút tua đi tua lại một điệu vô thường, ung dung, lãng đảng từ chiếc xe đò đậu chờ chuyến sớm mà không nhận ra đã có tới bao nhiêu ca khúc quen tai, thuộc lời đã được tấu lên. Chỉ là giữa cái lòng đêm khi bụi đường thường nhật đã ngủ thiêu thiêu, thành phố thở đều, tiếng rãi lắc léo như ngón măng cầm bỗng trọn vẹn cái từ gian dẳng buồn não nề, hát hiu đến dậy. Cứ vậy, tha năm không lời giữa mạch đập Sài Gòn, vô thường tỉnh thức, quyến rũ những sập sinh hân hoang hoa lệ, và vô thường bàn bạc, trải tấm mền chung ru phố thị dày khuya, lọt thởm vào bầu âm thanh ngồn ngộn chung, cận kề, tới mức người ta không còn nhận ra nữa cái thứ giai điệu vô ngôn cho đến ngày tiếng tơ gian dặn ấy mong manh, chìm giữa những tiếng ồn ngày càng dày đặc, gay gắt hơn của những đợt nhập cư mới của Sài Gòn ngày càng chật chội, quá chật cho vừa một sợi dây đồng để len lõi giữa rung ngân. Đã lâu lắm rồi, tôi không còn nhận ra tiếng guitar quen thuộc cũ đang mất dần đi. Thanh năm đã làm nên Sài Gòn của tuổi trẻ chúng tôi thô sơ và hào nhoáng. Cho đến buổi chiều hôm ấy, tai vẫn còn nghe câu chuyện thì thầm của Quý Bình. Bất chợt, quơ tay chạm phải tiếng dây đồng ngân lên, bàn bạc mông manh giữa thanh âm thành phố buổi tan tầm. Tiếng đàn vô ngôn, như một giọng ca vô nhân ảnh đã bình dị, khép vừa một khung đại cảnh Sài Gòn từ lúc nào, nghiễm nhiên như tiếng quen hình thân, như máu thịt. Buổi chiều hôm đó, đã là lần đầu tiên tôi thật sự lưu tâm đến ngón đàn kỳ lạ và đặt ra câu hỏi lần đầu sau gần hai thập niên thụ hưởng đã từ khi nào sài gòn vắng tiếng vô thường tôi thính giả muôn đời bạc nghĩa lần đầu sau gần hai mươi năm nghiễm nhiên thụ hưởng tò mò về một nhân ảnh rõ ràng sau ngón đàn điện sài gòn để nhận ra người nghệ sĩ đằng sau tiếng hát vô ngôn võ văn thượng cầm thủ kỳ dị của đất Phan Rang với ngón đàn tay trái đã qua đời năm 2003 tại hải ngoại. du thường, điềm nhiên như chính những nhạc khúc không biến cố đã chuyển bản mà chẳng ai hay. Người ta cứ vậy để mặc cho người phố thị trôi tiếp guồn quay không gián đoạn. Những bản du dương lã lướt cứ êm đềm sập sình ánh điện câu hẻm nhỏ hay những bước vũ chẳng trầm luân rồi dịu dàng tắt dần trong thanh âm thường nhật tiếng khiêm nhu không lời ai biết đâu đó mỗi ngày sống ở sài gòn lại là một tiễn biệt vô thường nhưng những mất đi còn đó lần đầu kẻ thù hưởng nghệ thuật đứa trẻ từng chập chững những bước vũ hoa niên đầu đời giữa phố tan tầm lọt thổm giọng đờn từ phía trái tim quá cũ chợt thấy bàn bạc một mất mát không lời giả như có thể gửi đến người nhạc sĩ một tiếng biệt muộn màng nhưng như một tua nhạc chuyển bản không chút gần tì vết giữa ngã tư đèn đỏ một chiều khi thanh âm Sài Gòn còn mùi mẫn tấu qua cửa kiến xe. Dạng sự vô thường chợt nhẹ tới mức dường như một chiếc lá vẫn chưa rơi chạm mặt đường. Bạn thân mến, chúng ta vừa nghe qua để hiểu hơn câu chuyện vì sao có những giai điệu và thanh âm thật hay của truyền thuyết guitar vô thường mà bao thế hệ đã yêu mến theo bước chân phát triển và lưu giữ của Sài Gòn. Đến đây, Sài Gòn Radio cùng với giọng đọc của nghệ sĩ Tú Trinh và anh Khoa xin được nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những lần gặp gỡ sau. Thân ái chào tạm biệt.